Có một chàng đại gia nhưng lại đi chân đất. Có người nhà khí chất nhưng mình lại chân phương. Sống trong làng ế vợ nhưng không sợ cô đơn. Với những từ khóa này, các bạn hãy nghĩ xem người sẽ xuất hiện cùng nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng là ai. Cái giọng này chú biết là con rồi đó. Mới đọc hồi nãy chú đoán xem là Nguyên Khang, ai? Nguyên Khang, giọng Nguyên Khang đọc rồi. Dạ. Nghe hai cái từ rất là quen với mình. Quen lắm. Ví dụ như là đại gia chân đất hoặc là làng ế vợ. Vâng. Nó gắn với cái hát phim của con trai mình. Cái chàng này không biết là liệu có phải là con trai của mình không? Muốn biết đáp án ngay bây giờ thì bây giờ chúng tôi xin mời quản gia sẽ nhận nhân vật đó của chúng ta bước vào trong trường quay ạ. Đây, anh ơi, đây nè. Dạ. Dạ. Kính anh. Rồi, xin chào anh. Dạ. Ôi trời ơi. Xin mời anh lên đây. Vâng, em mời anh. Đi lại hơi khó khăn anh nhờ. Dạ. Anh Tuấn giúp em. Dạ, báo cáo với chú là thực ra là con là ở cùng làng với anh Hoàng. Cái gì, làng ế chồng hả? Đang ở đây à? Hóa ra đúng không, con trai. Lại đây con trai của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Xin chào anh. Đầu tiên anh giới thiệu cho mọi người đôi nét về tại sao có những cái thông tin đó. Bật mí với Nguyên Khang là cái phim Làng Ế Vợ. Vâng. Là chọn lấy cái chất liệu từ một cái đám cưới có thật. Vâng. Đấy, mình thấy vui quá, đến dự thấy vui quá. Thế là sau đó là về, thế là mình tự biên kịch. Vâng. Thế là mình sản xuất cái phim Làng Ế Vợ, là thực ra là làm để chơi thôi. Nhưng mà không nghĩ là khán giả yeah. ủng hộ. Thế sau đó thì cứ thế thôi, cứ tiếp tục và đến bây giờ thì nó đến 10 phần Làng Ế Vợ rồi. Cho em một cái vai ở trong đó, tại vì em cũng là một thành viên của cái làng đó. Ôi rồi, nhất trí. Và cái cô này cổ là thành viên của Làng Ế Chồng. Thì tụi em xin mỗi người một vai. Quan điểm của anh là làm phim là trai xinh và gái phải đẹp. Vâng. Ôi trời ơi. Tìm đâu xa được anh ơi. Thế còn cái phim Đại Gia Trên Đất đến năm nay là năm thứ 14 rồi. Đây là nguyên tác là Bình Trọng hóng hớt một lần. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng dựng một cái vở kịch. Hai ông thì là thông gia với nhau, cứ ngồi chém gió. Chém gió mà nó rất vui. Thế mình cũng lấy cái ý tưởng từ đó mà mình phát triển thành cái phim Đại Gia Trên Đất. Theo em được biết là chúng ta là bố con mà xưng hô cái xa cách quá. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, xin cho hỏi đây có phải là bố anh không? Hay là bố em? Nói vậy thôi chứ hôm nay nhìn trang trọng này mà thứ nhất là đồng nghiệp. Vâng. Ngồi đây thì chúng ta là đồng nghiệp thì mình cứ xưng hô như thế. Còn về nhà thì ông bố, ông già. Hồi đấy thấy anh cũng đi đứng hơi bất tiện á. Chắc cũng mới bị té xe hay là gì đúng không ạ? Đây, gọi người ta gọi tai nạn nghề nghiệp. Dạ. Thì câu chuyện là vừa rồi anh quay cái phim Đại Gia Trên Đất thì anh quay ở dưới cái Đồng Châu, Thái Bình. Dạ. Đây, cái bãi biển thì nó bằng thế này. Thế cái lúc mà khảo sát ấy thì là đủ cái mực nước để mình nhảy xuống thì nó rất là an toàn. Yeah. Thế nhưng mà vì công việc nó cứ cuốn đi xong cuốn lại, thế đến lúc bấm được máy thì mình quên mất cái việc là nước nó xuống thấp quá. Thế là khi mình nhảy xuống thì cái mực nước nó chỉ còn có 40 phân thôi. Wow. Là cái nhảy xuống cái thì nó khuỵu cái đầu gối, thế là vỡ cái xương bánh trẻ. Chết rồi. Đó. Đấy, nhưng mà Nguyên Khang phải biết là đó là ngày quay thứ 3 mà lịch quay của anh là 10 ngày quay. Và vai trò của anh là đạo diễn. Vậy thì vẫn phải đi bệnh viện cấp cứu, bó bột xong về là quay tiếp luôn cho đến hết 7 ngày còn lại. Đó cũng là cái mà mình hay dùng cái từ là hy sinh vì nghệ thuật đúng không chú? Nhưng mà cho cháu hỏi vui vui một chút. Là nếu ví dụ như nếu mà anh Bình Trọng mà mời chú đóng phim trong phim của anh á, thì có trả cái xe tương xứng không? Trong cũng rất là sòng phẳng, rất là rõ ràng. Dạ. Là mình có tham gia một số tập của phim của Trọng. Vâng. Thế và cũng trả cát xê bố rất là đàng hoàng. Dạ. Không, đây phải nói anh nói Nguyên Khang này. Dạ. Nhiều khi là sợ cụ là chê vai. Vâng. Thế anh cứ còn phải nói cát xê trước. Cũng phải rõ ràng khi mà mời nghệ sĩ Trần Nhượng. Tự dưng bây giờ là bảo tôi biếu ông già hết tiền thì nó hơi khó. Bây giờ thôi, thay vì mời ông đi đóng, đấy, trả ông cát xê cao gấp 4 lần người khác. Ngon lành. Dạ, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một cái cuộc trò chuyện
rất là thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó chính là bữa tiệc hạnh phúc của chương trình Khách sạn 5 sao. Chúng ta đã cùng quay trở lại với Khách sạn 5 sao và cùng đến với bữa tiệc hạnh phúc. Quý vị có thể nhìn thấy khu vực bàn phía bên kia là sự hiện diện của cô dâu chú rể và đầu bếp của chúng ta. Ủa? Em đi thay đồ rồi đó hả? Dạ, khi mà em đã chắc vai trong Đại gia chân đất hoặc là làng ghế vợ gì rồi thì em cũng phải xúc tiền đến những cái vai cao cấp hơn ạ. Bây giờ cái làng nó đang đói, có cái gì cho ăn được không? Vâng, chúng em mang đến cho hai vị khách mời một món được miêu tả có bài thơ sau. Ghê vậy? Có dạ luôn. Cỗ nào chẳng có thịt gà? Bố thì dùng cổ, phâu thì nhường con. Đảm bảo món này rất ngon. Nếu mà cùng thẩm thì bon phết nhỉ? Bon chứ. Bon chứ, bon lắm. Bon đi, ăn đi. Bon quá, bon. Bon quá. Ủa vậy là túm lại là cái món là thịt gà hả? Dạ, vâng ạ. Cũng rất là vinh dự khi được làm một món ăn cho một người mà từ bé đến giờ là ngưỡng mộ trong các cái bộ phim. Hôm nay cháu có mang đến cho chú một món ăn, đó là làm từ gà. Phương pháp đó chính là nấu chậm để vừa chín tới thôi chứ không bị quá khô. Đó, ở trong một cái nhiệt độ 60 độ C trong vòng 40 phút. Phải có một sự nước sốt để cân bằng. Thì cháu có dùng cái nước sốt làm bằng cái xương hầm cùng với các loại rau củ quả cho vòng 3 ngày 3 đêm đấy ạ. Để nó ra được cái sốt nhịp xương đấy ạ. Vâng ạ, bên cạnh đó nữa thì để ăn cùng với lại món gà này thì cháu có chút nấm thông và một chút gan ngỗng của Pháp nữa ạ. Dạ vâng. Thơ thì là như vậy thôi nhưng mà chúng con rất là tinh tế, bỏ phần cổ và phần phâu đi rồi ạ. Vâng. Cái hương vị của nước sốt này được nấu với lại các loại nguyên rau củ quả nữa trong vòng 3 ngày 3 đêm. Thì chính vì thế cho nên là cái hương nó rất là dày ạ. Nguyên Khang đây. Dạ thôi thôi. Mình ơi, Nguyên Khang ơi. Thôi chú à, chú đừng làm thế. Thôi nữa mà. Ôi trời ơi, chú làm như vậy rồi cháu lại thấy có lỗi với những người bên kia. Thôi chú, cho cháu xin miếng ăn ngỗng thôi. Thôi thôi. Cháu cho để cái miếng gà lại, cháu đem miếng ăn ngỗng để thưởng thức ạ. Dạ. Ngon quá, xuất sắc quá. Trời ơi. Rất là mọng nước luôn á, rất là mọng nước ạ. Người ta gọi là nấm thơm nấu với thịt gà. Bố ăn con húp. Ừ à. Hai đứa làm thơ thật hay. Gà là một cái món khoái khẩu của Trần Nhượng đấy. À, dạ vâng ạ. Quả tình là không có tay nghề nào ngon như tay nghề của Dương. Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú. Không định nữa nhá, không định nhá. À, cảm ơn anh Dương rất nhiều. Vâng ạ, cảm ơn hai bạn quản gia. Dạ, anh ơi, cái phần cổ với lại cái phần phâu thì bây giờ chúng em đã dùng được chưa ạ? Mình về background nhà mình. Dạ vâng vâng. Có một cái món quà đặc biệt thứ hai mà chương trình muốn gửi tặng đến chú Nhượng. Chú sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời chú theo dõi. Thế con vẫn quyết tâm đi à? Dạ vâng ạ. 10 phút nữa là xe đến đón con ra sân bay rồi. Vậy là tất cả những gì bố nói với con, con không thay đổi rồi. Con không chịu nghe à? Thôi, bố đừng ngăn cản con nữa. Thế bố không nhớ ngày xưa ông bà cũng không cho bố theo đuổi con đường nghệ thuật. Ông bà ép bố phải cưới vợ để cho đoàn ca múa kịch Hải Hưng không nhận bố do bố đã vi phạm biên chế của đoàn. Nhưng mà bố vẫn trốn ông bà để đi theo khát vọng và đam mê của bố đấy thôi. Mặt con rất là ngang nhá. Thế cho nên là cụ để ý đấy, cuộc đời con này là nó gặp nhiều ngang trái lắm. Chú đừng thêm dầu vào lửa nữa. Cháu đã quyết rồi, cháu đi là cháu sẽ đi. Bây giờ con phải ra sân bay rồi, trễ giờ của con. Bố ở nhà nhớ uống thuốc đúng giờ nhá. Sau rất là nhiều năm thì ba cha con mới đứng trên cùng một cái sân khấu đúng không ạ? Thì sao lại sau rất nhiều năm thì mới có được một cái khoảnh khắc như thế? Mình rất muốn là ba bố con có nhiều những cái phim hoặc là nhiều những cái tiểu phẩm hoặc những cái vở kịch cùng được diễn với nhau. Nhưng mà cái điều kiện thì đúng là nó cũng không có điều kiện. Cho đến khi mà mình tổ chức kỷ niệm 50 năm làm nghề của mình thì mình có nói với Trọng, thì nói với anh Phương, mặc dù là các bạn ấy rất là bận. Đấy, Trọng thì gần như là không có thời gian để bứt ra để tập với bố. Câu chuyện mà trên sân khấu này là hoàn toàn đó là câu chuyện thật của gia đình mình.
Tất nhiên là chú luôn ủng hộ cái con đường của con mình, nhưng chú có cảm thấy là hơi tiếc một chút nếu như con gái ở Hà Nội hoặc là có thể ở gần mình làm một cái công việc gì đó để có thể tiện chăm sóc như cho bố, hoặc là cũng có thể tiện hỗ trợ cho công việc của mình hay không? Thực ra thì mình rất là muốn như thế. Khi mà anh Phương quyết định đi gọi là Nam Tiến ấy, thì là mình đã khuyên rất nhiều, thậm chí là tìm những cái công việc cho bạn ấy rất là tốt, nhưng mà bạn ấy không chịu và bạn ấy quyết tâm bạn ấy làm nghệ thuật, và anh Phương rất muốn tự nó vươn lên chứ không dựa vào cái bóng của bố hay không nhờ bố một cái điều gì cả. Thế thì cháu có một cái món quà nhỏ muốn gửi tặng chú, mời chú xem ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Có rất là nhiều người sẽ nói rằng là em đang dựa dẫm vào bố, em nhờ bố nên là mới được cái này được cái kia. Thì điều đó làm em cũng có một chút chạnh lòng, nhưng mà em sẽ lấy đó làm động lực để cho mình càng ngày càng phải cố gắng hoàn thiện bản thân, cống hiến nhiều hơn, phát triển bản thân nhiều hơn để cho khán giả biết tới Jenna Anh Phương thay vì là con gái nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Nhưng mà em vẫn sẽ luôn tự hào vì em có một người bố là một người nghệ sĩ nhân dân phải nói là rất là tuyệt vời và vĩ đại ở trong lòng em. Đối với anh Trọng thì hai anh em làm kiểu một trai một gái và cái khoảng cách tuổi cũng khá là lớn, nên là hai anh em hơi khó để nói chuyện với nhau. Nhưng mà mỗi khi mà em trở về Hà Nội thì gặp anh là anh đều hỏi han là công việc như nào, ăn ở trong đấy ra sao, và nếu như mà có vấn đề gì thì phải gọi anh để anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì có một người anh yêu thương em như thế. Bố đang ở Hà Nội một mình thì cái điều đấy là điều mà khiến cho em cảm thấy lo lắng và suy nghĩ nhiều nhất. Tại vì lỡ mà bố có ốm đau thì em không có ở bên cạnh để chăm sóc cho bố, nên là cái điều mà em mong muốn nhất đấy chính là bố sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe, bớt phải uống thuốc quá là nhiều. Mong là có một ngày nào đấy sẽ lại có một cơ hội nữa để cho ba bố con cùng đứng trên một sân khấu hoặc là cùng đứng trong một khung hình. Cảm ơn chương trình. Mình thực sự xúc động vì con gái út nó thiệt thòi lắm. Mình dành cho anh Phương rất nhiều tình cảm là bởi vì các anh chị của anh Phương thì còn được có bố mẹ chăm sóc rồi ở bên cạnh rất nhiều, nhưng mà anh Phương thì rất là thiệt thòi. 2 tuổi thì mình với mẹ của anh Phương đã phải chia tay nhau. Cảm ơn chương trình đã cho mình được thấy được cái tâm tư của con gái. Con này có ngang, anh cũng có hãng phim, anh cũng tạo tất cả những điều kiện để cho cô làm việc. Ví dụ như là cô đi làm ở đơn vị khác, người ta giả 1 cho anh giả 2, thì bạn ấy muốn là bạn tự lập. Đấy, bạn đi làm với anh thì bạn ấy sợ là người ta nói là sẽ dựa dẫm vào anh, cho nên là bạn ấy rất khoát bạn không làm. Chú có những người con cũng đang ở Hà Nội, vì sao chú lại chọn sống một mình? Bình Trọng từ chuyển từ cái nhà chung cư xuống một cái nhà gọi là biệt thự liền kề, thì Bình Trọng có nói là bố ơi, con sẽ thiết kế cho bố một tầng, bố về bố ở, bố thích thiết kế như nào con sẽ làm theo tất cả theo đúng ý đồ của bố. Thì bố về đấy bố ở với chúng con ở. Thế nhưng mà mình bảo không, thôi bố không về đấy đâu, thì bố ở một mình nó quen rồi. Mình rất muốn là xây dựng một cái trung tâm dưỡng lão nghệ sĩ, và mình đã từng lăn lộn đi các tỉnh xin đất và làm việc với rất nhiều các doanh nghiệp để mình xin cái tài trợ để xây dựng cái trung tâm đó. Và mình chỉ khát khao một điều rằng nếu có cái trung tâm đó thì mình sẽ về cái trung tâm đó để mình ở và mình sống. Không những anh, rồi là rất nhiều những em anh nữa đều thuyết phục cụ là về ở thì ai cũng được, nhưng mà cũng biết là cá tính của cụ như vậy, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái thời điểm nó nhất thời thôi. Đến lúc thì ông cũng phải yếu đi. Đấy, cái bài toán cuối cùng là cưỡng chế. bắt về luôn, không có cho quyết định nữa. Thực ra thì
mình nói thế thôi, nếu mà mình không thực hiện được cái trung tâm kia thì thôi mình bây giờ tạm thời mình ở một mình, đến khi nào mình không đi được thì thôi tự các bạn ấy bốc mình về chỗ nào thì mình ở chỗ ấy thôi. Dạ. Nhưng mà phải lúc ấy phải chịu rồi, lúc chứ còn mình gì không nữa. Không chống đỡ sức đâu mà phản kháng nữa. Dạ. Cảm ơn hai bố con rất nhiều. Chúng ta mời quý vị sẽ cùng đến với phần cuối cùng, đó chính là hóa đơn hạnh phúc. Xin mời. Quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Khách sạn 5 sao và phần hóa đơn hạnh phúc. Đây là phần mà tất cả khách mời của chúng ta rất hạnh phúc vì được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một khách đúng nghĩa, đó là chi trả hóa đơn. Thì sao nghệ sĩ Nhân Dân Trường Nhượng lại có thể có những nụ cười đầy ẩn ý đến như vậy ạ? À? Cười thấy phải chi là thấy cười. Đó là nụ cười méo đúng không? Méo sạch luôn. Anh ơi, em nghĩ là cười. Cái vấn đề này nó rất là nhỏ. Tại vì đứng bên cạnh anh đang có một đại gia mà. Chính xác. Nhưng mà thôi, ai nỡ làm thế với thượng khách. Chúng tôi có một cái giải pháp khác. Dạ, bây giờ thì con xin phép được mời chú và mời anh. Chúng ta sẽ cùng đứng đối diện với nhau để có thể chia sẻ. Chúng ta sẽ nói ra cái nguyện ước mà chúng ta muốn làm cùng với nhau. Bố rất muốn trọng có một tác phẩm nghệ thuật để đời. Con nên suy nghĩ và hãy quyết tâm làm cái tác phẩm đó. Tuyệt vời. Con biết là ông muốn phim Đại Gia Trên Đất nó là một cái tác phẩm hay hơn nữa. Thực ra là đáng lý ra là sang năm là Đại Gia Trên Đất 15 là ý tưởng. Con có rồi, tất cả mọi thứ con có rồi. Bây giờ là nếu như năm 2024 này con chưa thực hiện được thì chắc chắn là 2025 thì con sẽ thực hiện. Thế còn cái mong muốn của con thì nếu như con không đủ tài chính để giúp ông cái trại dưỡng lão, con sẽ làm một cái tác phẩm điện ảnh mà thành công, lợi nhuận con sẽ dành cho ông một nửa để ông làm tiếp cái câu chuyện không? Wow. Cảm ơn con. Dạ, chúng tôi cũng mong rằng là tác phẩm điện ảnh của anh sẽ sớm thành công. Em cầm gì trên tay vậy? Dạ, thực ra thì ngoài những tâm tư nguyện vọng và những ước mong mà hai bố con vừa mới gửi gắm một cách trực tiếp, thì trên tay của Huyền Trang và anh Tuấn còn là những tâm tư nguyện vọng sâu kín được gửi gắm vào những nét chữ mà hai bố con đã để vào trong này. Ôi ơi, cô viết dài lắm nhá. Wow. Rồi mời anh đọc lên ạ. Con trai yêu thương, bố dùng câu từ này chắc con sẽ bất ngờ vì chưa bao giờ bố nói trực tiếp với con câu này. Từ trong sâu thẳm, bố luôn nghĩ đến con. Bố thương con nhiều vì gần như từ khi con ngồi ghế nhà trường, bố đã để cho con tự lập. Tự lập trong học tập, tự lập trong cuộc sống, tự lập trong nghề nghiệp. Nhiều lúc bố cứ dằn vặt, có phải bố đã vô trách nhiệm với con không? Nhưng quan điểm của bố rất muốn các con tự lập, không phụ thuộc vào ai. Cuộc sống sẽ vất vả, nhưng con sẽ được lớn lên và lớn một cách vững vàng. Quả nhiên con đã thành công. Bố con ít tâm sự, nhưng con nhớ một điều. Con là con trai yêu của bố. Bố yêu con. Trần Nhượng. Cảm ơn ông. Trời ơi, khóc luôn rồi quý vị. Trời, chắc là ít khi nào ba anh lại viết những lời rất là cảm xúc như thế này đúng không? Chia sẻ với chương trình, chia sẻ với mọi người. Với ông cụ như anh thì cái thủa bây giờ anh cảm thấy anh cảm ơn những cái điều mà ông đã dành cho anh ở lúc tuổi thơ, và anh cảm ơn tất cả những gì mà ông đã dành cho anh ở những cái tuổi mà anh trưởng thành. Nó thú vị lắm. Có thể là hai cha con không nói với nhau bằng lời đâu, nhưng mà tự hiểu được. Kính bố nghệ sĩ Nhân Dân Trần Nhượng. Tuổi thơ léo đéo theo bố từ khi 3-4 tuổi và nghiệp diễn ngấm vào người con lúc nào cũng không hay.
50 tuổi, nếu tính tuổi nghề, nó cũng phết dài tuổi. Rất dài, rất dài. À, cũng, nó cũng rất dài, chữ ông đẹp quá mà, chữ bác sĩ. Nghĩ con cũng tương đương với bố nhỉ. 45 năm lên sân khấu và đến bây giờ cũng vậy. Lây bố cái nghiệp diễn và chỉ biết cống hiến. Xin chia sẻ thêm với quý vị. Tôi bắt đầu nuôi Bình Trọng từ lúc 13 tháng cho đi cai sữa. Và 3 tuổi, Trọng 3 tuổi thì tôi đã cho Trọng lên sân khấu biểu diễn. Trọng xuống ngồi dưới gầm sân khấu và hai tay chống cằm như thế này. Trông rất là buồn. Thì có cái chú gọi là chú Khu, chú bảo là Trọng hôm nay con làm sao thế, trông con buồn thế. Thì Trọng nó nói với chú một câu mà tôi cứ nhớ mãi. Nếu mà con cứ đi diễn mãi như thế này thì con sẽ bị mù chữ. Đó, lúc bây giờ Trọng 6 tuổi. Thế và tôi đã quyết định là không cho Trọng đi theo tôi nữa, không đi theo nghề nữa. Và cho Trọng về ở với mẹ và bắt đầu đi học. Chúc con sẽ thành công. Dạ. Cảm ơn mùa. Vâng, rất may là chú đã kịp thời cho anh Trọng đến trường. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Vô Nhường. Mời anh ạ. Đây là món quà sinh nhật mà anh Trọng muốn gửi đến cho chú. Rất là cảm ơn con. Vâng. Con đã cho bố một cái chiếc bánh sinh nhật thật là xinh xắn và rất là ý nghĩa. Dạ. Còn đây là món quà mà anh ấy đã chuẩn bị. Khăn cho bố. Đây cháu gắm cho chú nha. Ok. Trước khi mà khép lại chương trình này. Rất là cảm ơn con. Hy vọng là bố con tôi, thậm chí là cả em gái tôi nữa, nếu có điều kiện thì có thể một ngày nào đó lại được trở lại khách sạn 5 sao. Vâng. Đến ngồi ở sảnh một lần cũng được. Dạ, ai mà thế rồi phải vô trong uống nước đàng hoàng, vô ăn uống này nọ chứ ngồi ở sảnh sao được. Xin được cảm ơn hai bố con rất là nhiều và mong rằng sẽ sớm được thấy hai bố con sẽ thực hiện được những cái ước mơ trong cuộc đời của mình. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tập phát sóng tiếp theo của chương trình Khách sạn 5 sao. Tôi rất là cảm động và